Cái gì ra cái đấy các bạn? Học viện YouTube. Bạn nghĩ gì về sự biến mất của Vanh Leck trong 2 năm qua? Ui, 2 năm rồi cơ à? Nhanh nhở? Hồi xưa tôi hay xem Vanh Leck á, mấy cái clip chế. Nói chung nói về clip chế. Anh Vanh mới đi cái quân sự mà. Xong rồi. Đang đi tù mà anh ơi. Ông hàng xóm nhà em thụ án chung mà. Em nghe nói mới đang đi lấy tù vợ và... chắc chui quả chạn nào to chạn vương rồi. Đi nghiêm quân sự rồi. À, tưởng là đi tù chứ. Đâu, người ta làm gì đi tù? Đi nghiêm vụ quân sự rồi anh ạ. Em nghe đồn là anh ấy đi nghiêm vụ quân sự. Ủa, bạn có thể cho mình biết Vanh Leck của đang ở đâu không? Em có thể trả lời bằng phong cách hip hop được không? Phim à? 12 phút ở Thanh niên, em tỉnh rồi. Chị là bác sĩ của em. Em đã hôn mê suốt 2 năm trời rồi. Thời đại YouTube bây giờ khác lắm. Em phải nhanh chóng bắt kịp thôi. Nếu không là lỗi hết các trend đấy. YouTube? 2 năm. Em không làm gì 2 năm rồi. Đây là học viện YouTube. Em đã học tập và làm việc ở đây được 9 năm rồi. Trong thời gian em hôn mê đã có rất nhiều các YouTuber đã phá đảo các kỷ lục. Như là NTN đây, bản thân vlog này, Khá Bảnh này. Sợ. Tại sao cả lớp làm bài tập về nhà đều được 1 triệu view mà riêng em lại được có 100k view? Thôi em cút về đi, đừng làm tốn chất xám của tôi nữa. Cút đi. Lẹ lói. Quạc 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 con cực đó nói thôi. Mày đọc hộ bố địa chỉ nhà mày luôn đọc ngay bố mày chờ. Chị bác sĩ nhìn anh nghĩ cầm dao chém loạn cả lên. Ừ không sao vì anh nghĩ làm con tên đấy em à. Làm con tên ừ phải rồi. Làm con tên đúng đấy em. Sao con tên này mang tên giang hồ ngon. Anh Khôi Bót. Ui, cắt thật đấy à? Tôi vừa thấy tóc rụng kìa. Ồ, cắt thật ạ. Lại bị đi đây tiếng à? Sao nhở? Ui, mỏi mày. Chẳng thế. Nó thẳng thế. Em Vanh Leck lại làm video về nó thẳng thế. Nhiều ông chắc nhột lắm nhờ. Chắc kiểu ngứa thế nhờ đi. Mẹ nói mình này cay thế nhờ. Mà thôi kệ mẹ, bố mày làm kiếm tiền câu view. Thử thách 24 giờ làm chó. Hoặc là em cứ tay ai, hoặc là em cứ chân. Ôi em cứ làm lù lên em ơi. View nhiều lắm. Cái gì à? Còn đây là thôi thôi chị ơi, không phải văn, đây là cục cứt. Thử thách ăn cái cục cứt. Tôi lại xuống cho mắt một cú. Ở dòng con đen này nhiều view lắm đây. Thử một miếng xem ăn được không. Mùi hơi tanh nhưng ngắn nhanh lên thì sẽ ngon. Yêu. Ủa, nhưng mà xin lỗi các bạn, là có người ăn cục cứt thật à? Hay là tí tôi xem thử xem nó ăn nhà nhỉ? Xem nó có bị buồn nôn không? Thì phải nghĩ thế cho nó buồn nôn rồi. Ừ. À, quảng cáo à. Nếu biết chơi game thì làm content ngồi chơi game. Ơ. À. Lương
nhìn quen quen nè, cũng áo ba lỗ. Đang định bảo nhìn quen quen mà không dám nói. Cũng chỉ khoảng từ 7 đến 8 triệu một tháng thôi. Không thích anh Độ, anh Độ, anh Độ. Chuyện mơ thì sang món ăn siêu tòa khổng lồ, hoặc là không thì em làm phim đen và trắng. Còn thêm sáng tắt làm gì anh ơi, mệt mỏi thôi rồi. Mình đi ăn cắp. Đánh gậy, đánh gậy, đánh gậy. Ui. Như tôi đánh gậy. Mình tiếp tục làm con tay hồn ra. Vẫn còn nhiều người đang đợi em đấy. Sáng tác bài hát mới thôi em. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa rồi. À, nghĩa là Vách Lách hồi xưa là bị ăn gậy á? Ok, tôi đều biết đấy. Tôi... hình như tôi biết là cái vụ gì mà Vách Lách bị phải up lại video. Tại vì hồi xưa mấy video cũ bị bản quyền cái đéo thì... oh... rất là dựa. Cay nhỉ. Sao lại hồi xưa mình không biết nhỉ? Sao là mà sau khi bị đánh gậy xong rồi kiểu kiện cáo thứ với YouTube à, xong rồi bị đòi đánh lại à? Ra đây vứt mẹ đi. Không, cứ để nó đấy, đến lúc sẽ cần nó. Tôi nhớ ra rồi, tôi nhớ ra tôi là ai rồi. Hay quá, vậy thì mình tiếp tục sáng tác thôi em trai. Nhưng chị là ai? Tại sao tôi phải nghe lời chị? Tao là đại diện của YouTube. Mày thử nghĩ xem thực sự mày cần gì. Vậy thì mày là phải nào? Nói cho tao biết rằng mày là phải nào? Để mày xin
làm được gì nào? Đi! Nói chung là nhạc cũng không hay lắm, nhưng mà khá là hay khi mà cái nội dung truyền đạt. Chắc là nhiều bạn giống tôi cũng không biết cái vụ Vanh Lét này. Chín năm làm YouTube đã có những lúc khó khăn tưởng chừng như muốn dừng lại. Hai năm làm quãng đường dài, nhưng đó là thời gian để đối với tôi cân bằng cảm xúc và sáng tạo trở lại. Cho dù sau này con đường tôi đi còn nhiều chông gai, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng ngày nào tôi còn hát được thì tôi vẫn có làm như. Video cảm ơn. Chết à? Mà không có tiền thì làm clip kiểu gì nhỉ? Mua Việt Lọt, tàu nhà, tàu ô tô. Mua Việt Lọt ở mô? Ở mô mô, mua Việt Lọt, tàu nhà đổi ô tô. Chúng thật không đấy để còn lấy tiền làm clip? Quả Momo đầu tư ấy. Quảng cáo tôi nghĩ chắc nhiều tiền lắm này. Xem xong không biết lý do gì nghỉ hay lắm. Đấy thì như theo các bạn bảo bị đánh gậy đấy. Hình như tổ chức tôi cũng biết cái vụ gì đấy mà liên quan đến bản quyền gì đấy.